Kính chào quý bà con, cô bác và anh chị. Hôm nay Nam có mặt ở am Phật Mẫu, gọi là am của bác Sáu đó. Bởi vì cái am này bác Sáu ngày xưa bác Sáu tu, bác Sáu thành lập nên, rồi cho bà con ở khu vực này nè, lại thắp nhang, lại Phật ngày rằm này kia đồ, hay ngày thường này kia đồ. Nhưng mà bác Sáu mất rồi. Bây giờ còn một số cô dì chú bác đồ ở đây. Để Nam quay một vòng ở am của bác Sáu cho quý bà con anh chị và các bạn cùng xem nha. Còn ở trong đây là ở đây là mấy cô với mấy chị, đây là chuẩn bị cái này gì Út? Cái này nhồi tàu hũ dòng hôm qua. Tàu hũ nhồi hôm qua. Cái này làm cho sạn đang chút xíu cũng không? Còn thiếu cuốn cơm. Thấy gần gì Và với chuẩn bị nấu kiểm. Nấu kiểm đằng tối cúng. Dạ. Thấy gần quá ha. Thấy rõ sợ. Cái này gỡ mít đang nấu kiểm. Mít đang nấu kiểm. Đây là mình nấu kiểm này, nguyên liệu là toàn là trái cây không chứ cây bí rồi đậu chuối mít mà hủ tiêu chung là nấu kiểm là cái gì nấu cũng được. Còn đây chị Tám nè, Tám này làm đây món gì đây? Đậu hũ đặt cuốn bì. Đậu hũ cuốn bì. Rồi khóm kho đậu hũ đặt để cúng Phật. Rồi, bữa nay là cái gì chị nói rõ luôn hả chị? Bữa nay là ngày rằm tháng giêng. Rằm tháng giêng. Ừ. Rồi. Bây giờ mình chuẩn bị nguyên liệu đang chút nguyên xíu liệu cái cúng với là tối nay cúng luôn. Tối cúng rồi với trưa cúng luôn. Dạ. Quay nồi canh coi. Đây, còn đây là nồi canh của nồi canh với chuẩn bị nấu nồi kiểm. Đây là bữa nay phải nấu đó, phải nấu cô đó, phải nấu Kim Phượng, Lê Kim Phượng. Thì cái hội từ thiện của chỗ em của chỗ cũng có một số phần quà để mà tặng cho bà con cô bác, thì với phương châm lá lành đùm lá rách và đồng thời cũng lời kêu gọi của hội, ai có đến cho, ai thiếu đến nhận, đó là lời kêu gọi của hội. Và đồng thời thì sau đây tôi cũng đại diện cho hội báo cáo sơ lược về cái hoạt động của hội trong thời gian qua, thì cũng báo cáo bà con cô bác và báo cáo quý Phật tử. Thì trong thời gian qua hội, nói chung là hội thì cũng còn non trẻ, do đó có những cái xô xức trong hoạt động, thì mong quý bà con cô bác có gì thông cảm và đóng góp những lời hay ý đẹp để cho hội hoàn thiện hơn. Thì cũng báo với quý Phật tử cho bà con, thì ở đây cũng đang làm cái thủ tục để thành lập một cái hội từ thiện thuộc ấp 5 xã Thương Hòa, thì ở đây đang làm. Và đồng thời thì cũng báo sơ lược về các hoạt động của hội trong thời gian qua, cũng báo với quý Phật tử trong thời gian qua thì hội thường xuyên hoạt động những ngày rằm lớn và những cái đợt mà bà con có gì khó khăn, hội hoạt động rất là tốt. Và đồng thời đặc biệt là đợt mà tháng 10 vừa qua là tình hình dịch bệnh rất là phức tạp, do đó toàn huyện Long Mỹ mình đã thành lập 27 khu cách ly, do đó hội trong Phật tử bàn bạc đã vận động những mạnh thường quân đã tài trợ nấu cho khu cách ly ăn, tổng số phần ăn cho người được cách ly là tương đương 1.800 phần.
đó là cái hoạt động của hội là nổi bật nhất trong từ trước tới nay, là số lượng rất là khủng. Do đó cũng đại diện cho những người được cách ly, cảm ơn quý Phật tử và cảm ơn những nhà mạnh thường quân để là giúp khó khăn cho chính quyền địa phương của xã mình. Thì hy vọng rằng là kêu gọi những mạnh thường quân thì ai có đến cho, ai thiếu đến nhận, để cho hội lớn dần. Lý do là hội nói chung thì bà con cô bác ở đây biết đó, là hội mình hoạt động là góp thôi. Những nhà mạnh thường quân đóng góp được bao nhiêu thì hội sẽ đem đến cho bà con cô bác những người khó khăn bấy nhiêu. Chứ thật sự mà vốn thì ban đầu thì hội chưa có cái vốn, do đó là toàn là kêu gọi những nhà mạnh thường quân để đóng góp những cái phần quà nho nhỏ để giải quyết khó khăn cho những bà con đã khó khăn. Thì sau đây nhân dịp bữa nay á, thì trước khi phát quà thì tôi cũng có đọc lên những cái mạnh thường quân đóng góp những cái phần quà này để cho bà con cô bác nắm. Thứ nhất, nhà hảo tâm là chỗ bé Hai. Bé Hai này con Bắc Tấm Lực không? Ừ, bé Hai con Bắc Tấm Lực. Còn Bằng và Lệ Minh, Ngọc Điểm, Hào, chú Tấm Nhỏ, chú Úc Minh, chị Ánh Loan. Thì nói chung là đại diện cho hội cảm ơn những nhà mạnh thường quân đã đóng góp để cho hội hoạt động làm công tác từ thiện cho những người khó khăn. Thì phần quà hôm nay thì ở đây thì hội cũng báo với bà con cô bác biết là bữa nay mình tặng được 43 phần, mà phần quà trong đó là trị giá là có 10 kg gạo, 10 kg gạo, nước tương, dầu ăn và đường để tặng cho bà con, là giải quyết những bột ngọt để giải quyết cho bà con những ngày khó khăn. Thì cũng hy vọng rằng là kêu gọi bà con ai có đến cho, ai thiếu đến nhận, thì với phương châm là lá lành đùm lá rách, đó là cái hoạt động của hội. Thì hy vọng rằng năm 2022 hội sẽ lớn dần và hoạt động hoàn hảo hơn. Nói chung thì cũng, hội cũng đi hoạt động thường xuyên, không phải địa phương mình không, nhưng mà những cái tỉnh, những cái xã khác hoặc huyện bạn có những người khó khăn, hội cũng đại diện hội là đi đến nơi đến chốn để tặng quà cho bà con. Thì hy vọng năm tới này hội sẽ hoạt động mạnh hơn nữa. Hy vọng bà con, kêu gọi bà con những nhà mạnh thường quân đóng góp cho hội để cho hội hoạt động để giúp bà con khó khăn. Thì sau đây tôi sẽ mời đại diện ba người bước lên trên để cho hội đại diện tặng quà nhân dịp rằm tháng giêng Nhâm Dần năm nay. Bà mặc mẫu nè, đứng xếp xếp qua. Xếp qua bên đây. Dạ, bước qua đây đi. Bước qua bà. Đó. Cái nó dính. Rồi, xong rồi. Wow. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi, dạ, cảm ơn. Mày ôm trên trời. Rồi bỏ qua đây đi chú mười. Bỏ qua đây đi, không nổi bỏ qua đây đi. Không nổi hả? Bỏ qua đây đi. Quay phim luôn cả hả? Quay ngay giờ rồi. Rồi ôm nổi bỏ qua đây. Được rồi cô, được rồi. Rồi cứ bà con cứ phát tự nhiên đi, có gì đâu. Tự nhiên. Thôi nhận rồi ra. Ai nhận rồi bước ra ngoài đi. Ba người rồi ngồi đó đi. Cái bồn anh đâu rồi? Trời, vô mà người vậy vô nấu rồi. Ngon hả? Hai, rồi vô, mang con chen bước vô hết chưa mấy? Nào ơi, con ơi. Hả? Cô đó. Ừ. Nói chung là ai cũng được. Nhận quà và ai cũng được nhận quà. Vô đây đứng dịnh thôi. Vô đứng tới bên dịnh. Vô đi. Để đứng đây nè, nè, đây đây còn Phật bên đây chưa có gì không? Còn qua bên kia người, đi qua bên kia người thì con lấy.
cái này không thân không có phân vị ra mà thích thích lấy cái nào chút không phải không thích cái nào đưa cái lấy hỏi rồi nào đưa cái đổ rồi cái này anh nhận dùng tôi đem ha. Rồi vậy là ăn xong phải không? Ừ, còn kẹt với thằng ốc à. Rồi bây giờ hai quả ra đi ra đi rồi ta ghen ra luôn ra khẩu quay nữa nhận dùng kia hai phần phải không? Hai phần hả? Con Phật tử biết luôn là ở đây còn lại những cái phần quà này là những người khó khăn và nằm tại chỗ hoặc là tật nguyền đi không được. Ở đây đại diện hội Phật tử, hội từ thiện sẽ mang đến nhà để tặng cho bà con để dùng lấy thảo. Xin cảm ơn bà con. Hồi sáng á là hôm hôm con cũng suy nghĩ rồi mà sáng nay con sợ con giải quyết công việc không được. Con nói muốn làm mình làm hay làm có tổ chức. Ở đây quý bà con 43 phần quà mà ở đây bà con ở trong Am á thì phát trong đây còn lại chắc ước tính cũng khoảng mười mấy phần gì đó. Thì đại diện cho hội mạnh thường quân ở Am sẽ đi phân phát những người mà đi không có đi nhận được các bà con. Đây nè, phần quà gồm có đây là nước tương với dầu ăn. Một bộ gồm có là với một túi gạo 10 kg. Hoặc là một ký đường bịch bột ngọt. Dạ. Nếu mà mình không nhận cái này thì ký đường với bịch bột ngọt, hai này mình muốn lấy cái nào lấy. Đây. Bà con có thể là chọn lựa. Ví dụ như nhà mình có cái này thì mình có thể mình không nhận, mình nhận cái này. Thì cái phần này thì bà con sẽ đại diện đi chở tới từng nhà những bà con không có lại được. Ở trong Am Tiền đây thì Am ở đây là của sư thầy, của thầy Nhật Đăng hồi xưa, thầy Sáu Phúc. Một phần. Đó là thầy pháp danh là Thích Nhật Đăng. Hồi trước đó là nguồn cội đó là thầy cũng tu ở chùa Ba Cô. Rồi sau thầy về đây là thành lập một cái cốc nhỏ, cái Am Tiền nhỏ. Thì cũng có các Phật tử tới đây để cúng giếng các cốt Phật để thượng lên được cái ngôi Tam Bảo này. Một phần. Thì trong khi đó thì khi tôi đến đây là Am Tiền cũng xây dựng đó khoảng 10 năm rồi, nhưng mà tôi đến đây là năm nay đó là 20 năm rồi. Thì khi đó thì khoảng tôi đến đây khoảng 10 năm thì thầy đã qua đời. Thì lúc trước đó là ở đây là thầy xây cất bằng lá, bằng cây. Thì nền đất nó rất là thấp, khi nó thắng nước là bị nước ngập á. Đó là con biết nước thắng nước là nước ngập, mình phải săn quần mình lội á con. Rồi khi trong khi đó thì thầy qua đời. Thì ở đây là các cốt Phật ở đây thì hồi xưa thầy nghèo lắm. Thầy xây cái tâm cấp đó là bằng chấu với dĩ tre, đó là thầy lót. Rồi khi thầy qua đời có lâu năm quá cái nó mục, mục chấu ở trong rồi tre thì nó yếu nó quằn. Như vậy thì cô mới thấy vậy, cô cũng đau lòng lắm. Cô mới suy nghĩ bây giờ mình sửa thì tự bản thân mình sửa thì sửa không được. Cho nên đó là cô có thắp hương để nguyện giấy trước ngôi Tam Bảo. Lúc đó là bị quằn rồi, nước thì dưới ngập, mà trên nó thì tam cấp bị quằn. Cô mới thấy đau lòng, cô mới thắp hương cô nguyện trước ngôi Tam Bảo tam cấp của Phật. Thì cô mới nguyện là trên đây mình thương chư Phật. Đó là thầy thì cũng đã qua đời. Thì nói tiếng thầy là thầy của tụi con thôi, của các Phật tử nơi đây thì tôn thì gọi là thầy. Thầy rất là đức độ, hồi xưa là thầy đám ma đám cúng tình đồ là thầy đi tụng không ăn tiền, ai cho thầy mua cà phê. Ngày xưa con nghe kể lại là thầy ở đây là thầy Sáu ở đây là hành thiện tích đức giúp đỡ cho nhiều bà con ở gần ở xa, phải không Thím? Đúng rồi, tiếng lành đồng xa đó. Thầy hồi xưa là rất là làm việc thiện. Ví dụ như bà con nghèo khổ khi mất gia đình có tang sự, thầy đến thầy vẫn cúng giúp, không nhận tiền luôn. Đó như vậy đó. Rồi khi thầy qua đời thì
Phật tử người ta cũng nghĩ từ cái chỗ đức của thầy rồi thành lập nơi đây, rồi bà con tôi tới đây người ta cúng giếng cũng nhớ cái ơn cái đức của thầy xưa. Khi thầy sống thì rất là làm phước làm đức, ai nghèo ai khổ gì á, thầy tha thầy nghèo, thầy có nhiêu thầy vẫn cho vẫn giúp người ta hết. À, thầy không có nhưng mà giúp cho người ta được là thầy vui, thầy vẫn thường nói với các Phật tử như vậy. Một phần à, rồi khi thầy đáp như vậy thì cái ngôi này là lại xuống cấp. Thì cô có thắp hương để cô nguyện trước ngôi Tam Bảo, nếu nơi đây đúng là đất Phật ngự thì Phật tử mình thì ai đóng góp để sửa chữa, nếu đúng là nơi Phật ngự thì như vậy thì mời lên tiếng là bây giờ bà con mình đóng góp để sửa trước là cái ngôi Tam Cấp. Một phần tại vì mình chưa có tiền mình đâu dám nói vậy, là cái này là do quý bà con Phật tử mình chung tay trùng tu lên cái âm này hay sao? Đúng rồi. À, như vậy là bà con đóng góp sửa cái Tam Cấp xong thì như vậy là còn dư tiền. Còn dư tiền bắt đầu bà con khắp nơi người ta nghe. Như vậy thì cũng nhờ cái đức của thầy, hồi xưa thầy đi nhiều nơi lắm. Dạ dạ, lúc đó con có nghe là thầy đức độ lắm. À, ở am tiền của thầy Sáu Phúc Sửa thì người ta đang gửi tiền tới người ta đóng góp. Thì ở đây chị em lúc đó với anh em, chị em trong này cũng có lập cái ban đó là kỹ sự. Thì gửi vô đây thì tiền bạc mình cũng ngăn nắp, chi trả đâu đó đàng hoàng. Nhưng mình rõ ràng minh bạch chứ mình không có... À đúng rồi. Như vậy là phải có người giữ tiền, có người giữ sổ, rồi khi làm thì vật tư, chi phí này kia là đâu đó giấy tờ đàng hoàng. À, tại vì con biết tiền đó là tiền của bà con, nhiều nơi ta đóng góp mình phải làm rõ ràng. Chứ không phải một người giữ rồi, à tôi giữ rồi tôi muốn làm thì tôi làm, cái đó thì không có. Thì rồi thím nói tiếp cho con biết đó là như vậy là dư tiền, là trong ban mới là bàn tiếp tục là để xây cái nền. Là chào trước đó hen. Dạ. Là ở trên vẫn còn lá còn cây, cái nền này là tới xây cất lên được này là lần thứ ba rồi đó con. Lần thứ ba à, vậy là ngày xưa là ở đây là chắc ngập hết trơn, thím mùa nước nổi chắc ngập hết trơn hả? À, ngập hết trơn á, rồi mình mới lên một nâng lên một cấp nữa, là một lần nữa là nó khoảng cái nền dưới này đó, được cái nền cao là hết nước ngập, với Tam Cấp là vững chắc đàng hoàng. Thì mình nghĩ là mình làm được vậy thôi chứ đâu có nghĩ là được tới cả này. Mua phần. Rồi như vậy thì bắt đầu ở trên nó là cây ton nó mục nó dột, là ngoài mưa là ở trong này vẫn ướt hết. Mắt lấy vải che mấy cốt Phật lại, cu su che lại hết. Như vậy là bà con mới thấy vậy, mới đóng góp lần thứ hai nữa là mới xây cất lên được hoàn chỉnh như vậy. À, đây là ở trong chùa hay tôi dẫn con để Nam theo chân của thím Mười đi một vòng ở am Phật Mẫu, gọi là am của bác Sáu. Ngày xưa ở đây quý bà con nghe lời thím Mười mà chia sẻ lại đây am ngày xưa đây là dựng bằng cây, ở trên thì lợp lá. Nhưng mà qua nhiều lần trùng tu do quý bà con Phật tử mình chung tay nè, thì cũng làm cái am cũng... nói chung là cũng hoàn thiện, cũng che nắng che mưa. Rồi đây phần nữa là thím Mười nói thì có sách mắt có chứng đây, thím Mười cũng dẫn con qua đây là cái danh sách của Phật tử đóng góp để xây cái ngôi chùa này. Mới phát hiện. Mười có nói là những cái những cái danh sách mà của quý bà con Phật tử đã trùng tu qua ba lần hả thím? Ba lần. Đều có thống kê lên đây hết. Hai lần trước thì lâu quá rồi mình bỏ, đây là lần thứ ba. Danh sách Phật tử nè quý bà con, ở đây là đều có tên những người đã chung tay ủng hộ cho am của thầy Sáu, đây đều có đây hết. Am này ở đây thì thím Mười cũng nói với con là nói sao là am Phật Mẫu thì trước xưa là thầy về đây thầy tạo cái cốc này lên đó là thì thầy đã định tỉnh cốt Phật Mẫu, đây cốt Phật Mẫu đứng cái áo tràng đỏ đó cho nên gọi là cốt Phật Mẫu, là am Phật Mẫu. Đây là cái cấp này là để thờ cụ quyền bên
bên kiến họ của thầy, nguyên là như là ông bà cha mẹ của thầy một phần à, còn đây là thờ của quyền chăm họ à, của quyền chăm họ. Đây có bạn của quyền chưa? Đây là của quyền chăm họ. Dạ. Đây còn đây là bàn thờ của thầy hồi xưa, là thầy lúc thầy còn sống thầy vẫn ngủ một mình bên cái am cốc đó, cho nên là sợ thờ thầy cũng như cái am luôn. Đây là bàn thờ của thầy Sáu là quý bà con. Đây thầy cũng mất rồi. Rồi bây giờ là cô bà Chúa. Bà Chúa. Bà Chúa ở Châu Đốc đó ha. Cái này là kêu bà là chú bà xứ. Bà Chúa xứ. À. Đây để Nam quay Nam xin phép. Quay cho bà con quay một vòng. Đây. Bên này là năm mẹ nữa ha. Con xin phép mấy bà con quay. Đây là cái này là gì thiếu? Năm mẹ ngũ hành đó quý bà con. Ngày xưa thầy ở đây là thầy làm đức độ dữ lắm, hầu như là đi giúp đời không à, không có tiền bạc ai hết trơn á. Thì nói chung là các cốt của quý bà quý cô đây là các Phật tử tới đây đem tới đây để cúng dường để cho thầy thờ. Giống như là con cũng thấy thầy là một người có đức độ, là làm được việc cũng như là hành thiện tích đức, là giúp đỡ cho đời đúng không à, thím? Dạ. Rồi à, cô cũng cho con biết đó là ở đây là cái ngôi thờ bà này thì trước đây cũng là cây làm bằng dừa, rồi nó mục, rồi nó thon, nó lủng, nó hư nhiều lắm đó. Rồi sau đó là cũng là bà con Phật tử tới đây đóng góp để xây được cái ngôi núi này để thờ bà. Đó, áo của bà. Cái này là tủ, này là tủ đồ của bà này, bà chú xứ hả? Bà chú xứ nè quý bà con. Đây. Cũng của bà con người ta cúng không á con? Dạ dạ, đây của bà con Phật tử cúng dường nè. Đây cho bà nè. Đẹp quá. Dạ, thím 10 ngồi đi thím 10. Dạ. Hồi sáng con cũng ghé đây nhưng mà thắp nhang lại Phật này kia đồ nè, nghe bà con nói nè, để đây theo tình cờ gặp quý bà con ở trong am này cũng có chia sẻ những phần quà đó, thấy rất là tốt. Của chị em bà con ta đóng góp lại để người ta từ, dạ, dạ. Làm từ thiện. Dạ. Vậy là tối nay mình có cúng không thím? Có, còn tối nay cúng sao hội cho bà con. Dạ. Mình cúng gì? Cúng sao hội. À, vậy là tối nay ở am này cũng có cúng sao hội cho bà con á. Thì con cũng cảm ơn thím 10, bởi vì con cũng lại đây mà nghe thím 10 cũng hướng dẫn con mà đi ở trong đây cũng trong am nè, nó đi tham quan thì cũng không có đúng. Đi con đi nặng cho quay cho quý bà con ở trên mạng cộng đồng đều biết thôi. Chứ ở đây thì nói tham quan thì không có đúng. Tại vì mình ở trong này, cái chỗ này thì dạ. Hơi xa xôi hẻo lánh, cũng dạ, ít dạ. Người biết. Dạ, thì dạ. Hôm nay cái duyên con được tới đây để tìm hiểu. Dạ. Thì cũng quý rồi. Dạ, dạ. Thì thím 10 cũng sẵn nhờ cái nhân duyên này. Dạ. Thì cũng gửi đôi lời tới bà con, cô bác Phật tử gần xa. Đó là đã có lòng để đóng góp tiền để trùng tu sửa cái am tự này lại. Đó là được như vậy là quý lắm rồi đó. Bye.